Cho nên thầy thấy các bạn trẻ hiểu được điều này, để các bạn cảm thấy rằng đôi khi các bạn quan phế bản thân bởi những cái cách thiếu hiểu biết. Các bạn có thể là hại bản thân các bạn trong rượu nè, trong bia nè, trong thức đêm nè, trong chơi bời nè, trong chơi game nè. Các vị làm tàn phế cái bộ não, các vị làm tàn phế cái bản thân. Thậm chí các vị có thể đi đến tự giận nữa. Các bạn nhớ, trong cuộc đời ai cho các bạn một cái món quà, một cái đồ kỷ niệm, các bạn có quý không? Có quý không? Có để chân nâng niu giữ gìn trân trọng không? Nhưng mà cả một hình hài này, cha mẹ các bạn đã mang hết tâm huyết và yêu thương để cho các bạn, mà sao các bạn không biết nâng niu giữ gìn chứ? Các bạn có thấy các bạn làm một chuyện mâu thuẫn không? Ủa, người ta cho có con gấu, các bạn cũng giấu để dành. Thậm chí một con diều giấy nào đó, các bạn cũng ép vào trang vở, các bạn cũng để vào cặp, các bạn cũng để vào tủ, thậm chí các bạn treo trên đầu giường. Nhưng mà cả hình hài này của các bạn, cả một gia tài, một hòn ngọc của ba, một cái gì đó cục vàng của má, một cái gì tuyệt vời nhất trên cuộc đời này, cả một sự hy vọng và kỳ vọng của ba má dành cho chúng ta, cả hình hài này, nhưng mà các bạn có bao giờ trân trọng như một con diều giấy hay một con gấu bông không? Các bạn quên đi. Thậm chí trong mối tương giao các bạn lớn lên, các bạn có giới tính, hiểu biết giới tính, các bạn có bạn trai, các bạn có bạn gái, cả một cái ơn lớn các bạn chưa bao giờ cảm thấy đáp trả trong cuộc đời này. Một người cho các bạn cả một gia tài, cả một thân xác, cả một trí tuệ, cả một cái gì đó các bạn đã thiếu nợ quá lớn mà các bạn không nghĩ cách các bạn trả. Rồi đi quan như thế, đi nhậu đêm thuốc sáng để quên đời, để quên đau khổ. Các bạn làm những chuyện như thế đó, cái thằng đó nó có ơn gì với các bạn, các bạn nói coi. Hay là cái con đó nó có ơn gì các bạn nói coi. Ồ vậy mà tại sao các bạn có thể, các bạn dám hủy hoại bất tử thân thể này vì những cái như vậy chứ? Thậm chí các bạn có thể bỏ học, nằm dùi trong phòng, quên cả cơm, quên cả áo, quên cả lời khuyên và lo lắng của cha mẹ bởi một cái thằng vớ vẩn nào đó. Các bạn thấy các bạn làm điều này có đúng không? Các bạn hứa với thầy các bạn không bao giờ để chuyện này làm để các bạn lỗi đạo lớn như thế, có phải không? Các bạn phải tự yêu quý thân thể của mình. Các vị phải bảo trọng thân thể của mình. Vì thân thể này các bạn được giai mượn từ cha và mẹ, người thương yêu lo lắng và dõi mắt suốt đoạn đường của chúng ta. Các bạn nên nhớ vậy. Còn có những kẻ chưa bao giờ làm được chúng ta lớn lên từ thể xác đến tinh thần, thì không dạy gì để chúng ta làm những điều thiếu hiểu biết và ngu si như vậy. Cái đó tôi có thể nói là ngu si. Cho nên cái tình cảm nào đó có thể làm cho các bạn bị đau đớn, thì đau đớn như một cái vấn đề của cuộc sống bình thường vấp phải, chứ không mang cái nghĩa để đánh đổi cả sinh mạng này, đánh đổi cả tương lai, đánh đổi cả sự nghiệp, đánh đổi cả chuyện học hành. Cha chết mẹ chết đau thương mà các bạn đánh đổi, tôi hoàn toàn hai tay tôi chào đón và đảnh lễ, thậm chí đảnh lễ các bạn. Nếu vì một đấng sanh thành, các bạn làm tất cả, bỏ ăn, bỏ học, bỏ thân mạng, thậm chí hy sinh máu me gì đó cho đấng sanh thành, cỡ nào các bạn có thể chết vì chuyện đó muôn đời đẹp và tuyệt vời. Còn các bạn đang là tuổi ăn, tuổi học, tuổi giai mượn, mà các bạn đi đánh đổi bản thân của các vị bằng những cái điều như thế, vô dụng quá, kém hiểu biết quá. Thậm chí các bạn sử dụng những cái chuyện chơi bời, chơi game, thâu đêm suốt sáng, các vị làm tàn hại thân tâm của các bạn. Các bạn có lỗi với thân xác này, các bạn lớn lắm á. Các bạn ung đút vào thân thể các bạn những loại rượu bia và những loại chất độc hại khác, mà các bạn cho là vì thân thể của các bạn, cho nên các bạn có quyền xài. Nhưng mà các bạn nhớ kỹ, có một cái bài thơ để nói lên rằng: hai vai mẹ một gánh đầy phiền toái,
lòng yêu thương hào phóng đến vô cùng, hình hài con khi còn là hạt bụi lớn lên dần qua tim mẹ bao dung. Các bạn thấy rằng các bạn được bảo vệ bằng tình yêu thương bao dung và tất cả mọi thứ từ cha mẹ như vậy, từ khi các bạn còn là hạt bụi lận. Cho nên hôm nay cái hình hài của con Lan, con Hoa, con Phương, con gì đó, thằng Tấn, thằng Ba, thằng Năm gì đó, đâu có phải là của mình đâu. Được sự yêu thương, bảo vệ, chăm sóc từ những người thân đó mà. Cho nên khi các bạn cảm thấy rằng bất cứ một sự hủy hoại nào trên thân tâm các bạn đều mang tội bất hiếu đó. Cho hôm nay các bạn đủ tuổi trưởng thành, các bạn vào đại học, thậm chí mai này các bạn có thể lớn lên có hôn nhân, có gia đình, các bạn vẫn là con của mẹ mà. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời tình mẹ vẫn thiêng liêng, bao nhiêu tuổi cũng thế thôi. Còn cha còn mẹ là các bạn còn phải có trách nhiệm, thân tâm này các bạn cũng nghĩ đến một người thân một chút. Cổ nhân từng dạy mà, mẹ già hơn 100 tuổi rồi sao nữa, vẫn thương con 80, tình yêu nào ngơi nghỉ, thương con hết cuộc đời. Như vậy các bạn cảm thấy rằng các bạn đủ tuổi trưởng thành, có giấy chứng minh nhân dân, là một công dân chịu trách nhiệm trước mọi thứ, thì các bạn cũng cần phải bảo vệ thân tâm này để đừng làm đau khổ cho người cha người mẹ của chúng ta. Bởi vì tất cả mọi thứ người này lúc nào cũng dõi mắt trông chờ cái sự trưởng thành và hạnh phúc của chúng ta. Vậy mà đôi khi các bạn có nhiều người tôi thấy ghê lắm, tay vậy nè, lấy thuốc lấy nhang vậy đốt từng lỗ từng lỗ từng lỗ, rồi có những cái dùng trên cơ thể vậy, các vị muốn xỏ chỗ nào các vị xỏ thôi, lỗ tai xỏ lỗ được rồi, xỏ 5-6 lỗ ha. Các vị cứ phá thân thể vậy, lỗ mũi các vị muốn banh lỗ nào đó các vị banh ha. Lưỡi này các vị muốn xỏ cái gì đó các vị cứ xỏ. Ồ, thậm chí trên con người của các vị đôi khi những chỗ không đáng vẽ các vị cũng vẽ đủ thứ loại trên cái da vẽ này. Ồ, các vị phá hoại thân xác mình bằng những cái vậy đó, để các vị chứng tỏ cho các vị sành điệu, các bạn chứng tỏ cho các bạn là người biết mod, biết thời trang, biết chơi, biết gì đó, các bạn phá nát trên thân xác các bạn hết trơn rồi bằng những cái đó. Như thế ở đây là thầy thấy những cái đó một việc làm rất đáng thương mà các bạn cho là thấy tự hào. Mặc dù các bạn làm như thế đó, nhưng mà cha mẹ các bạn nói các bạn tự ái, các bạn cha cho cha mẹ là cổ lỗ sĩ, cho cha mẹ là cái gì đó không sành điệu. Như các bạn vậy là mới sành điệu, mới hiểu biết, phá nát thân thể thân tâm hết trơn mà cho sành điệu. Các bạn phải để ý lại những cái việc này. Cho nên những gì thầy nói với các bạn là những điều cần thiết cho các bạn từ tuổi trẻ cho đến khi trưởng thành và mãi mãi sau này.